Hello, hello again, welcome back my channel. Hello anh em, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube mình. Hello đây, Lockbit này đây. Ok, ngày hôm nay mình sẽ làm Lockbit Classic Version. Let's go. Đây là một player họ put cho Arc level 12, nhưng mà thực sự là cái Arc chính của họ 8.8k đấy, level 13, hơn 8k. Không đến, không phải gọi là một dạng dừa đâu. Gần như là top player của Việt Nam thì không phải ai có lên 8k. Back counter. Cái tên của anh ta ban đầu là như này mà anh ta vừa đổi xong về rồi đến Mark Chatter Logan Hunter Taron, một player với cái deck rất đặc trưng, đó là Balloon Miner, Giant Skeleton Trader, Zap, Tesla, Gat. Khi mà gặp Lockbait thì cũng sợ. Lockbait thì thường thì Lockbait sẽ ăn được, bởi vì là các bạn biết là giáp là không chết. Goblin Barrel này gần như con thủ của như Goblin Barrel này, Goblin Gang hay là Princess đều không chết bởi giáp spell. Thì Tauron anh ta có một cái option, đó là anh ta có thể sử dụng Gat để counter Goblin Barrel. Sau đấy là anh ta sẽ dùng Miner giáp để có thể giật Princess đủ nước. Chắc chắn là sẽ thứ hai để chặn Skeleton Dragon rồi. Luôn luôn là Nai thì dùng để chặn Skeleton Dragon. Chúng ta sẽ có một cái option nữa là sẽ sử dụng Infernal Tower và Rocket để defend Stranger Mun. Nhưng mà thông thường mình nghĩ là Infernal Tower chỉ có những trường hợp mà nó có đất dữ lắm thì mới sử dụng Bomb Tower và với Rocket để defend Balloon thôi. Còn luôn luôn là cố gắng là Cycle Princess nhiều hơn, Goblin Barrel nhiều hơn, và luôn luôn là sử dụng Nine để defend Skeleton Dragon, Skeleton Giant. Infernal Tower đặt quá cao, nhưng mà thực ra mình thấy lựa chọn này cũng không hợp lý một chút nào. Thật sự Rocket trong cái chơi này Rocket. Tập Infernal Tower cao quá, gây cho áp lực cho Tauron là anh ta không dám đẩy được Baby Dragon nữa, bởi vì Skeleton Dragon tăng xuống rồi. Đấy, thật sự rất không có chuyện. Sau anh ta cũng được ra một điều là phải đánh lên trên có kiểu mặt chắc mà đánh cái lọc tích này Rocket à. Rocket trước. Đáng lúc mình ngang gần như có nguyên còn muốn không đi không có chức năng. Rocket, rocket, rocket. Tham hiểu rồi quá. Có một cái điều đó là khi mà Rocket mà Princess Tower chưa đổi hướng ấy, sẽ có một chắc chắn là Tauron anh không sẽ cầm ngay trên tay rồi mất cái giáp. Và cũng chẳng cần như vật chặn rồi kia một cái giáp rồi chắc là sẽ có một hit một cái bao luôn. Đây là Lockbait, player Lockbait rất cẩn thận sử dụng Rocket. Đấy các bạn thấy như này, bao luôn vào rất nhiều chặn rồi giáp. Woo! Mệt buồn. Nhưng mình đoán là họ sẽ dùng giáp. Một tornado Skeleton con baby. Bây giờ thời điểm mà dồn rất nhiều đi rất bắt tay, bởi vì nó sẽ có giáp hoặc không dồn quân. Rocket ra, Rocket ra. Và đây là thời điểm sẽ Rocket và một block nữa. Pearl Tower đây rồi. Không có hit của công ty, mà có một hit của team. Well played.
Black Jay. Đấy này hay này. Đấy này Goblin Giant Spark Lightning. Đấy này khá là khó. Nhưng mà thực sự đánh với Lockbait thì thực sự nó rất là dễ, bởi vì Rock Win Correction của deck Sparky này đó chính là Sparky và Goblin Giant. Sparky luôn sẽ bị Rocket đạp đầu. Cộng với lại Goblin Giant thì deck này họ lại không có lại, không có giáp, mà đây là cái Snow. Nhưng mà là Internal Sour đã giật làm kiểu đơn giản thôi, mà làm kiểu rất đơn giản. Nói chung đây là một matchup rất là easy. Sai hợp của mình sẽ rất nhanh. Black Jay anh ta cũng không thể dùng Lightning để sử dụng cho một con phim xét được. Một điều thú vị trong cái matchup này là mình thấy là rất nhiều matchup rồi. Chỉ cái deck Lockbait luôn là ăn được cái deck go Sparky Lightning này. Giờ thì mình thấy là cái deck Sparky này ở thời điểm 2 mùa vừa rồi mình thấy là nó sử dụng Rare và Goblin Dragon cộng với lại Skeleton Dragon nhiều hơn. Tuy nhiên thì hiện tại Skeleton Dragon đã rất là sụp rồi. Thì đâu đó là sự thay đổi của quân support trong thời điểm này đó là Buck Green và Mega Minions và Hunter. Snowball. Thông thường thì cái deck của Goblin Goblin Dragon này nó sẽ tiện với giáp hoặc là Snowball. Không ít khi là sử dụng Bavaria. Vì là khi mà nó kết hợp với Sparky thì thường nó đi cùng với loại giáp và cánh. Hack counter ở đây rồi. Nhưng mà hiện tại mình thấy deck Sparky Lightning thì không có nhiều người chơi. Người chơi đi kia. Bavaria Snowball Lightning. Mọi người đánh nó kiểu nó cứ rơ. Nhưng như thế này thì thực sự là không chẳng được. Snowball nhìn rất nhiều lì là chắc hơn công người. Goblin Giant đẩy lên Bavaria là khó rồi. Goblin Giant rất chuẩn. Mình xem lại xảy ra rồi. Icy Breeze. Ra thấy sự xuất hiện của Ice Spirit và còn mới là con Electro Spirit này để thay thế được cho con Ice Spirit này. Vì nếu mà thay thế như vậy sự còn đâu một đoàn chí mạng để giết được thẻ bài không? Đó là thẻ bài Ice Spirit nhưng mình nghĩ không phải đâu. Chỉ xem không dạy gì mà tiền thì các bạn có một cái thẻ và bắt đầu biến tới để phát triển. Bro. Sparky là rất sợ Rocket. Này thì trong cái này là không kịp. Quá nhiều đi. 6 lợi gì còn có lợi thì dây hơn 6 nữa. 2 lợi gì còn có lợi thì quá nhiều lợi gì có thể công trong cái chất là Lockbait như thế này. Khi mà bạn đánh với Lockbait mà bạn sẽ có nhiều lợi gì bạn sẽ xoay rất nhanh lắm. Princess Well played! Level 12. Level 12. Not bad. Miner. Đức này không phá dụng nên mình sẽ không chọn.
Xbow, ok, chọn Greatjack trước. Greatjack, đang xem cách đánh. Lock bait never die. Ok, quay trở lại một chút. Đây là Wave Jam. Hãy keep Team Tower rồi. Cái quyết định của cái đánh Wave Jam thì khi mà thắng, khi mà muốn thắng được top bếp đó chính là bắt con Distress và chặt được con này vì con thường thì các bạn nghĩ chúng ta thấy là bất kỳ tin kể từ thời gian được supporter vì giúp Gomi game, Colonel Tower đây rồi, Gomi game và rất xa coi được một cái gì đây. Mà nếu có dùng quận thì mình sẽ coi được con này thì một cái Princess sẽ xuất hiện. Còn Princess xuất hiện sẽ một cái này. Một con này xuất hiện thì sẽ là Malaria, Malaria 3 tập trận ở lần này. Chắc là sẽ xoay ra một con Princess rất nhanh. Pro Tower là rất cao, chạm được tới Baby Dragon. Princess, Princess, Princess. Princess được chéo hóc. Rocket, Rocket này. Rocket này chỉ được 2 mục tiêu. Vì các bạn biết là tầm tầm của Rocket chỉ có 2 ô thôi. Đây là thời điểm mà Rocket Cycle sẽ là hiệu quả. Như là lock. Mọi người quá sớm, bắt được đàn gan rồi. Hay đâu, và Rocket Time. Rocket Time, gì? GG, web play. Một mắt chắc lại, rất nhiều mắt chắc hot cycle. Thằng lên này không thú vị. Ok, Xbow 3.0.
Nếu mà phán đoán, nếu mà tỷ lệ thắng giữa hai cái deck này thì mình nghĩ là nghiêng về bow, nghiêng về lockpick nhiều hơn là ít bow, bởi vì các bạn biết là lockpick luôn cycle và gần như là ngang bằng so rocket so cho với cái cycle của ít bow, và hơn nữa thì deck này nó có một cái tăng the five won't fail, what the hell. Chắc là phải sử dụng lock để cho con preset rồi. Không là chúng ta Tesla ngay rất kỳ cục súc. Phải nói là rất cục súc. Let's go. Một cái lock xong rồi thì Goblin Barrel trong tuần tiếp theo sẽ ném rất là dễ. Và đôi khi là có thể có cả tanker, nó là con Nai nữa. Support cực kỳ tốt. Một pin đang đẩy lên cùng combo của đấy. Rồi rất nhiều Link. Tuy nhiên thì không có nhiều đam nhưng mà cũng gây được sức ép và tổn hao quân phòng thủ của X-Bow. Rocketta đừng quên một điều, đó là chính là cái deck cái player này họ mới level 12 thôi, under level thôi, nhưng mà đánh nó rất là chất. Vì các bạn biết là một khi mà các bạn đã thất, gọi là hơi bị thua thiệt từ một chiều gì đấy đối với lại đối thủ thì các bạn sẽ đánh khó hơn nhiều. Anh ta cố gắng là cycle reset nhiều hơn. Tesla là rất cao đây thôi, nhưng mà Goblin Gang và Rocket lock vừa ra rồi, lock luôn sử dụng cho preset. Nếu mà sử dụng Archer cho preset để giết con preset thì ta sẽ rất dễ bị bắt bài của con này. Và lock hết luôn sử dụng rocket để bị quen lúc đầu. Bởi vì là khi đặt Infernal Tower thì lỗi một turn thôi, thì những bầu cũng bắt bài bất cứ lúc nào. Và hoặc là ví dụ những bầu vẫn bắn vào Infernal Tower nhưng cái cycle thứ hai của X-Bow nó sẽ rất nhanh, sẽ bắt tức là nó sẽ làm out cycle Rocket luôn. Vì vậy anh ta luôn cố gắng là giữ lại Rocket để đi quen X-Bow cách nhanh nhất có thể. Phải phải vô được reset. Thế chắc bây giờ là cân bằng. Một con Nai là mấy con rocket thôi là đủ rồi. Đánh kiểu hình đứng thế này thì bow ở bên cuối cùng sẽ có chuyển sang, thì lockback sẽ chuyển sang là rocket cycle. Và có là spam quân mà tránh để cho X-Bow bắn vào trụ. Tại vì là trong cái deck của lockback thì không thể thẻ bài nào có thể reset cái sơn của X-Bow ngoại trừ Ice Chris, nhưng mà Ice Chris rất khó để nhảy được vào cái Ice của X-Bow này. Nhưng điều thì tối kỵ là để X-Bow bắn vào trụ. Phải sử dụng Fireball trong cái tên này thì Rocket Town. Đây là thời điểm mà Echo để công thì thực sự không còn đủ thời gian nữa. Đó sao ở I see Rocket Town. Lúc gang ở trong tuần này cũng được 4, 3, 1. Good job.